toàn năng thầy thuốc thẩm nam yên một khi xuyên qua lại thành danh chấn thiên hạ tuyệt thế xấu nữ còn được cái tàn bạo vương gia làm phu quân tuy rằng nhà mẹ đẻ không yêu phu quân biến thái nhưng cũng may nàng một thân y thuật còn tại ngược cặn bã xé bạch liên đấu trà xanh nàng mọi thứ dễ như trở bàn tay đối mặt trong ngoài hoàng cung đủ loại cạm bẫy khắp nơi hãm hại nàng lại gặp thần sát thần gặp quỷ giết quỷ căn bản không sợ Mộ Dung Triệt đã từng lạnh lùng vô tình chỉ trời thề. Bản vương dù thích một con chó cũng sẽ không thích thẩm Nam yên người đàn bà chanh chu kia. Sau đó, hắn quỳ gối bên chân nàng, ánh mắt ôn nhu lưu luyến, gâu gâu. Ái phi, ngươi cảm thấy bổn vương gọi có dễ nghe hay không? Chương một. xuyên qua thành phi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bóng đêm đen kịt như mực thẩm nam yên một thân áo cưới màu đỏ thẩm xỏa tóc quỳ gối trong mưa to, rung lẩy bẩy. Độc phụ Tần tan mẫu tử nếu có cái gì dài hay ngắn, bổn vương nhất định phải cho ngươi chôn cùng. Nam nhân phẫn nộ rít gào hỗn hợp từng trận sấm sét, chấn đến tâm thần người ta phát run. Mộ dung triệt dùng sức bóp chặt cổ thẩm nam yên, hung hăng ném nàng ra ngoài, lụa đỏ bay xuống trong mưa, lộ ra hai má mang theo vết bớt đỏ sậm của nàng, quả nhiên là đệ nhất xấu nữ thành kim lăng danh xứng với thực trên mặt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ chán ghét thẩm nam yên đau đến cuộn tròn thành một đoàn mưa lạnh đập vào mặt cô giống như tiểu thỏ chỉ bị kinh hãi kinh hoàng lúng cuốn nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn cách đó không xa đầy lợi khí giận không kềm được rung giọng giải thích tôi không có đẩy cô ấy là cô ấy tự mình nhảy vào hồ sen tần tang đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh vậy mà ngươi vẫn còn ngụy biện Mộ dung triệt đáy mắt sát ý hiện ra, người đâu, đem độc phụ này mang xuống, trượng trách 30, ném vào địa lao. Một gã thị vệ thô kệch đạp mưa tới, đưa tay muốn bắt nạn, thẩm nam yên sợ tới mức vừa lăn vừa bò nhào tới trước mặt mộ dung triệt, ông mắt cá chân hắn, cúng quyết giải thích. Vương gia, thật sự không phải ta, có một nha hoàng nói với ta, điện hạ ở bên hồ sen chờ ta. Ta cho rằng điện hạ không muốn đặt chân đến lãm nguyệt cát lúc này mới đội mưa đến chỗ hẹn chờ ta đến phụ cận cũng không thấy bóng dáng của ngài chỉ có một phụ nhân mang thai đứng ở bên cạnh hồ vẫy tay với ta ta vừa đến gần nàng liền nhảy xuống điện hạ ngài tin tưởng ta được không chung quanh đã sớm vây đầy trong phủ hạ nhân mỗi người đối với nàng đều là nghiến răng nghiến lợi hận ngày thường tần phu nhân coi trọng đứa bé này nhất luôn luôn cẩn thận làm sao có thể lấy tính mạng của tiểu công tử ra đùa giỡn đúng vậy quả thực heo chó không bằng, tần phu nhân sắp lâm bồn, nàng như thế nào hạ thủ được a? À? Vương gia chúng ta những năm này một mực bận rộn chinh chiến, thật vất vả có người mình thích, lại mắt thấy sắp làm phụ thân, làm sao lại bị nữ nhân lòng dạ trắng rết như vậy cuốn lấy. Nếu không phải nàng không biết liêm sĩ, dùng hạ tác thủ đoạn, lăng vương phi nên là tần phu nhân mới đúng. Nghe những lời hận ý thấu xương này, thẩm nam yên xấu hổ cúi đầu xuống. Mặc dù phụ thân ép nàng làm như vậy, nhưng vì ái mộ Mộ Dung Triệt nhiều năm, nàng vẫn phối hợp với phụ thân hãm hại Mộ Dung Triệt khinh bạc nàng trong bữa tiệc sinh nhật hoàng hậu. Lúc này mới có hoàng thượng trước mặt mọi người vì nàng cùng Lăng Vương tứ hôn một chuyện, việc này chung quy là nàng làm sai. Thấy nàng không ngụy biện nữa, Mộ Dung Triệt cho rằng rốt cuộc nàng cũng nhận tội, càng thêm tức giận khó nhìn, quát lớn. Hành hình ngay tại đây. Thì về tiếng lên hung hăng túng tóc nàng từ phía sau, kéo nàng ra giữa sân, thân thể gầy gò của thẩm nam yên không có một chút thịt dư thừa, hỉ bào màu đỏ thẩm bị làm ướt phát họa dáng người mảnh khảnh. Nàng bị khuất nhục đến đặt ở trên ghế hình không thể động đậy, ba thước năm tất sợi kinh dơ lên cao, mỗi một trượng đi xuống đều là máu tươi tung tóe. A, à, tiếng la thê lương vang vọng toàn bộ vương phủ, khiếp sợ lòng người run rẩy. Hình phạt quá nữa, thấy nàng bất động, thì vệ đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, hơi kinh hoảng nói khởi bẩm vương gia nàng hình như hết giận rồi đau đớn tê tâm liệt phế từ trên người truyền đến thẩm nam yên khi còn sống chưa bao giờ cảm nhận được cô chậm rãi mở mắt quét mắt một vòng đập vào mắt là một đám người xa lạ ăn mặc kỳ quái cùng kiến trúc cổ hương cổ kính ánh mắt thẩm nam yên ngưng tụ chuyện gì xảy ra không phải cô ấy đã chết rồi sao nàng nhớ rõ trợ thủ của nàng bởi vì đánh cắp nàng thí nghiệm thành quả không được thẹn quá hóa giận nổ tung nàng y tế sở nghiên cứu, nàng hẳn là hài cốt không còn mới đúng. Có ti chấp đột nhiên cắt qua phía chân trời đen kịt, nứt ra một đạo hào quang, ầm ầm một tiếng vang, đem suy nghĩ của thẩm nam yên kéo về. Trong đầu lưu lại ký ức nói cho nàng biết, nguyên chủ cùng nàng trùng tên cùng họ, là đại thịnh triều tả thư tướng đích nữ, năm nay vừa tròn 17 tuổi, mới bị loạn công tư sống đánh chết, nàng mới có thể xuyên qua ở nguyên chủ trên người sống lại thấy nàng không chết, thì vệ lại giơ cành kinh lên, thẩm nam yên cuốn quyết tránh né, nghiêng người trực tiếp ngã xuống đất, mùi vị tanh ngọt dâng lên, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác được đau đớn thấu xương trên lưng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi nham hiểm hung ác cuồn cuộn hận ý ngập trời. Trí nhớ cuồn cuộn, thẩm nam yên rốt cục hiểu rõ tình huống trước mắt, người đàn ông trước mắt ngồi trên xe lăn, mặc một thân huyền bào, tướng mạo anh Tuấn chính là trượng phu tân hôn mộ dung triệt của nguyên chủ. Người này năm nay 20 tuổi, là con trai thứ năm của đương kim hoàng đế. Hắn 10 tuổi nhập binh doanh, 15 tuổi theo quân xuất chinh liền bởi vì thu hoạch được thủ cấp của quân địch hơn trăm lần thành danh, sau mấy lần xuất chinh, càng vì đại thịnh lập được quân công hiển hách. Thẳng đến nửa năm trước khi thu phục Bắc Cương mất đất, hắn thân bị trọng thương thiếu chút nữa chết ở biên quan, lúc này mới không thể không trở về kim lăng dưỡng thương. Đáng tiếc là, Thái Y nói kinh mạch hai chân của hắn bị phế, trị không hết cùng hắn từ biên quan trở về còn có một nữ nhân mang thai chính là tần tang nghe nói bởi vì nàng xuất thân ca kỹ hoàng gia cũng không tán thành hài tử trong bụng nàng nàng lúc này mới vô danh vô phận ở tại lăng vương phủ nhưng mộ dung triệt đối với nàng lại cực kỳ sủng ái rất coi trọng đứa bé chưa ra đời kia trước mắt nguyên chủ chính là bởi vì bị vu hãm mưu hại mẫu tử các nàng mới rơi vào kết cục như thế thấy thì vệ sững sờ tại chỗ mộ dung triệt quát còn đứng đó làm gì tiếp tục hành hình chờ một chút thẩm nam yên lão đảo đứng lên đôi mắt âm lệ lạnh lùng đảo qua mọi người xung quanh lạnh giọng chất vấn mộ dung triệt ngươi nói ta đẩy tần tang vào hồ sen có ai chứng minh không thấy không có người lên tiếng trả lời thẩm nam yên tiếp tục nói tần tang vẫn bị ngươi giấu ở lăng vương phủ ngoài trường người trong phủ của ngươi căn bản không ai gặp qua nàng ta thậm chí cũng vừa mới biết nàng là ai mộ dung triệt hừ lạnh một tiếng đêm nay không phải ngươi gặp nàng sao? Bổn vương xem ngươi chính là nhất thời nảy lòng tham. Thẩm Nam Yên hoàn toàn nổi giận, thanh âm bất giác cao lên vài phần, lúc ấy xung quanh không có người, là ta lão đảo đi kêu thị về cứu người, ta nếu thật muốn hại nàng, lúc ấy có thể bỏ đi. Mộ dung triệt vung roi dài, hung hăng nện vào người thẩm Nam Yên, nếu ngươi không thiết kế bản vương, nhất định phải gả vào lăng vương phủ của ta, sẽ có những chuyện này sao? thẩm nam yên vốn đã chịu hình phạt một roi này lại dốc hết sức lực nàng rên rỉ một tiếng rầm rầm ngã xuống đất mùi vị tanh ngọt dâng lên phun ra một ngụm máu tươi vài lần dãy dụ muốn đứng lên lại hoàn toàn không còn sức lực mộ dung triệt cúi đầu liếc nàng giống như đang nhìn một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào không hề có nửa phần thương hại nhân từ đem nàng ném vào lãm nguyệt cát không có bản vương cho phép bất luận kẻ nào cũng không được tới gần chương hai tuyệt sử phùng sinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio thẩm nam yên giống như một con chó chết bị hại nhân tùy ý ném vào phòng cô cố gắng đứng lên nhưng vết thương trên người cô thật sự quá nặng thậm chí ngay cả hơi nhúc nhích một chút thân thể cũng giống như bị lăn trì đau đớn thấu xương làm cho thẩm nam yên bởi vì mất máu quá nhiều ý thức dần dần tan rã tỉnh táo lại thân thể này bị thương quá nặng nếu không kịp thời trị liệu sợ là không chống đỡ nổi đêm nay giọng cô khàn khàn xong ra ngoài cửa gọi, có ai không? Liên tiếp kêu vài tiếng, căn bản không có người trả lời, chỉ có tiếng mưa to không ngừng rơi xuống đập vào mái ngói, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Xem ra lần này, nàng thật sự phải chết. Trong lúc nản lòng thoái chí, một cánh cửa quen thuộc thình lình xuất hiện trước mắt Thẩm Nam Yên, sở nghiên cứu y tế của cô. Sao có thể chứ? Bất chấp rất nhiều, nàng dãy dụ hướng cửa lớn bò đi, vừa mới trải qua không thể tưởng tượng linh hồn xuyên việt, trước mắt xuất hiện tình huống gì nạn đều nguyện ý tin tưởng. Đẩy cửa đi vào, thẩm nam yên khiếp sợ không thôi, đúng là sở nghiên cứu của cô, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chẳng những tích trữ rất nhiều dược phẩm thành phẩm cùng bán thành phẩm, còn có nàng tự mình nghiên cứu phát triển chữa bệnh hệ thống, chỉ cần có cái này chữa bệnh không gian, dựa vào các loại phỏng sinh người máy, một mình nàng có thể hoàn thành các loại cỡ lớn giải phẫu được cứu rồi. Thẩm Nam Yên khẩn cấp bắt đầu thiết lập robot phẫu thuật. Nơi này tùy thời sẽ có người đi vào, không có thời gian đánh giá bộ thân thể này tình huống, vì vậy nàng tại thuốc tê liều lượng cái kia một lan quyết đoán điền lên không. Thanh thương, khâu lại, tiêm thuốc. À, gân xanh trên trán nhô lên, đau đớn kịch liệt tra tấn thẩm Nam Yên cuối cùng nhìn không được kêu lên, thanh âm thê thảm kia khiến người ta sởn gai ốc hai nha hoàng phụ trách trông coi trong viện nghe được động tĩnh có chút sợ hãi trong lòng đang bất ổn quay đầu liền thấy quản sự ma ma trong phủ tới tối nay mưa to vương gia nhân từ phân phó các ngươi không cần ở đây trông coi ma ma có muốn mời đại phu cho vương phi không sau khi hành hình nàng len lén liếc mắt một cái trên người vương phi da tróc thịt bông rất dọa người lão ma ma gắt một cái hung tợn nói mời đại phu cái gì đó là nàng nên chịu cái này xấu xí quái dám can đảm giết hại hoàng gia con nối giỏi chết không đáng tiếc nha hoàng nhỏ giọng nói nhưng nàng dù sao cũng là tả thừa tướng đích nữ lại là hoàng thượng ban hôn nếu là thật có cái gì tốt xấu lão ma ma nhíu mày không kiên nhẫn phất phất tay tả tướng đã cùng nàng cắt đứt lui tới làm sao lại vì nàng đắc tội vương gia huống chi vương gia cũng không có phân phó các ngươi cùng nơi này mò mẫm lo lắng cái gì đúng là có chuyện như vậy hai nha hoàng liếc nhau lúc này cũng không quay đầu lại xoay người rời đi thấy các nàng đi xa lão ma ma đẩy cửa đi vào thấy thẩm nam yên quỳ rạp trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự nhẹ nhàng đóng cửa lại cúi người thăm dò hơi thở của nàng tiện nhân này thật đúng là mạng lớn lão ma ma hừ lạnh một tiếng bất quá diêm vương cho ngươi canh ba chết ai dám lưu ngươi đến canh năm hai tay cô gắt gao bóp chặt cổ họng thẩm nam yên cắn răng nhỏ giọng nói thầm, hoàng có đầu nợ có chủ, trách chỉ trách anh cản đường người khác. ti chớp giữ tần, tiếng sấm oanh động. nha. bỗng dưng, ma ma kia cảm thấy xương sườn đau nhức lập tức nghiêng người ngã xuống đất. trước mắt quan ảnh tối sầm, thẩm nam yên vừa mới còn nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, đột nhiên ngồi dậy. lão ma ma trong lòng hoảng hốt, dãy dụ bò ra ngoài cửa. a, à, cổ chân đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt mà mà kia quay đầu lại nhìn, ngân quan thoáng qua, tiện nhân này lại cắt đứt gân chân của nàng. Sự tàn nhẫn vẫn tiếp tục, tiếp theo là một chân khác, còn có hai cổ tay. Cứu mạng a, à, giết người! Tiếng kêu cứu thảm thiết không ngừng, chỉ tiếc lãm nguyệt các hiện tại bốn phía không có người, bên ngoài mưa gió lại lớn, mặc cho nàng kêu trách cổ họng cũng không ai có thể nghe được. Nỗi đau thấu xương khiến cô gần như sụp đổ, cô gào khóc ngẩng đầu. Nhìn khuôn mặt không phân biệt được cảm xúc của Thẩm Nam Yên, trong mắt lộ vẻ không thể tin, làm sao có thể? Cô rõ ràng bị thương nặng như vậy. Ngươi, 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 ngươi lạm dụng tư hình, vương gia sẽ không tha cho ngươi. Thẩm Nam Yên chịu đựng nỗi đau khó diễn tả quanh người, ngồi sổng xuống trước mặt cô. Cô hạ mi mắt nhìn cô, trong đôi mắt lạnh lùng, cất lên hàng ý khiếp người. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? À? Thẩm Nam Yên cười nhạo một tiếng bản vương phi là chủ, ngươi là người hầu, không nói ta thật muốn mạng của ngươi, vương gia có thể làm gì ta hay không? Lão ma ma đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như sắp thở hết hơi, thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vương phi nương nương, đều là tần phu nhân ép ta làm như vậy, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha cho lão nô lần này đi, cầu ngài. Lại là tần tan. Đấy mắt thẩm nam yên hiện lên hàng quang, ngay cả hô hấp cũng nặng thêm vài phần. Tần tan kia ở đâu? Tình hình hiện tại thế nào? Lão ma ma không chút nghĩ ngợi nói, Tần phu nhân ở phù dung viện phía tây, thái y nói nàng sợ là không qua khỏi đêm nay. Cái gì? Tần Tang không thể chết. Nếu nàng chết, nàng vô luận như thế nào cũng rửa không sạch hiềm nghi giết người này, đến lúc đó mộ dung triệt sẽ không bỏ qua cho nàng. Cô ấy phải đi cứu cô ấy. Trong phù dung viện mây đen ảm đạm thái y được mời suốt đêm tới chẩn trị cho tần tang thuốc không rót xuống được châm cũng vô dụng giọng mộ dung triệt ẩn nhẫn thái y mẹ con đều không giữ được sao thái y thở dài một tiếng vương gia thai nhi trong bụng phu nhân đã không còn sinh khí vương gia nếu có lời gì thì mau nói đi phu nhân sợ là chống đỡ không lâu mộ dung triệt ngồi phịch trên xe lăn khí lực toàn thân như bị rút đi nhìn cái bụng nhô cao của tần tang hắn vừa hận vừa giận, phế vật. Mọi người vội vàng rời khỏi phòng, nhất tề tụ ở trong phòng hạ nhân chờ. Tiếng mưa rơi ầm ĩ, không ai chú ý tới, trên thềm đá có một bóng dáng đạp mưa mà đến, thẳng đến phù dung viện chính ốc. Dưới hành lang bị thổi đến ngã trái ngã phải đèn gió, đem khuôn mặt xấu xí loang lỗ vết máu của thẩm nam yên chiếu rọi càng thêm khiếp người đáng sợ. Cô giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ chạm trổ ra, loạn vũ nhào vào trong, mang vào trong nhà một trận hàng khí. Mộ dung triệt ngẩng đầu nhìn, đáy mắt chợt nổi giận, sao nàng còn dám tới đây? Trong khoảnh khắc thẩm nam yên đóng cửa phòng lại, anh điều khiển xe lăn, xông lên bóp cổ cô, đặt cô vững vàng trên cửa, lòng đầy hận ý khiến anh đánh mất lý trí, giờ này khắc này, anh chỉ muốn đem độc phụ này nghiền xương thành tro. Thẩm nam yên, có phải ngươi cho rằng bổn vương không dám giết ngươi? Không phải hắn tàn phế sao? Bằng cách nào? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt muốn nứt ra, Thẩm Nam Yên thậm chí có thể nghe được tiếng khanh khách phát ra từ xương ngón tay của hắn. Thẩm Nam Yên bị hắn bóp đến nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay nghẹn đến đỏ bừng không nói, gân xanh thái dương nổi lên. Nhìn người đàn ông trước mắt khí vũ bất phàm, từng được khen là chiến thần của đại thịnh, trong con ngươi đen kịp của Thẩm Nam, trong nháy mắt trở nên lợi khí khiếp người. Chương 3. Sự phản kích của nàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong nháy mắt mộ dung triệt siết chặt ngón tay thẩm nam yên dùng sức siết chặt hàm dưới mạnh mẽ bẻ ngón cái của hắn chợt lóe thân liền thoát khỏi trói buộc của hắn mộ dung triệt bị tình huống đột phát trước mắt làm kinh hãi sau khi hoàng thượng ban thưởng kết hôn hắn đã phái người điều tra thẩm nam yên nàng chính là một phế vật nuôi ở khuê phòng ngày thường bận rộn làm việc nha hoàng ngoại trừ nữ công nàng cái gì cũng không biết nhưng nhìn động tác đối phó với hắn rõ ràng là biết chút công phu bốn mắt nhìn nhau bầu không khí áp lực hắn vốn tưởng rằng thẩm nam yên sẽ chạy không ngờ nàng lại một bước dài sông tới nắm chặt nắm đấm mãnh liệt đánh về phía bụng dưới của hắn ngô mộ dung triệt trên một tiếng đưa tay ông lấy người gân xanh ở trán nổi lên khuôn mặt tuấn tú bị nghẹn đến đỏ bừng thẩm nam yên người đàn ông hoàn toàn bị chọc giận Thẩm Nam Yên nắm lấy cơ hội, đem cô đã sớm giấu ở trong tay áo, một loại thuốc chặn thần kinh do cô nghiên cứu phát triển nhanh chóng rót vào cánh tay mộ dung triệt. Động tác của nàng quá nhanh quá liền mạch, không đợi mộ dung triệt kịp phản ứng, nàng đã đem thuốc đẩy mạnh vào trong thân thể mộ dung triệt. Thuốc này có tác dụng cực nhanh, mộ dung triệt ngước mắt lên, vừa định mở miệng chất vấn nàng đã làm gì hắn. Thân thể đã trở nên cứng nhắc chết lặng, ngay cả nói cũng không nên lời, hắn không thể khống chế ngã về phía trước vững vàng rơi vào trong ngực thẩm nam yên chật thẩm nam yên vẻ mặt ghét bỏ đẩy mộ dung triệt ra đối diện với ánh mắt phẫn nộ sợ hãi của hắn giật giật đôi môi nhạt nhòa có lẽ tôi có thể cứu cô ấy thanh âm khàn khàn kia như chìm trong nước mưa vừa trầm vừa buồn lại chấn động đến trong lòng mộ dung triệt trùng mình nạn có thể cứu đùa gì thế không nói đến thái y trong cung cũng đã phán định tần tan cùng hài tử hết thuốc chữa, nàng một tên phế vật bọc cỏ có thể làm cái gì? Xa xa truyền đến tiếng sấm âm âm, có chút buồn bực, có chút khiếp người. Thời gian cấp bách, thẩm nam yên bắt mạch cho tần tan ngay trước mặt mộ dung triệt, mạch đập của cô vô cùng yếu ớt, gần như không thể thoát ra. Chẳng lẽ oan khuất của nguyên chủ thật sự không rửa sạch được? Thẩm nam yên mím môi, nhanh chóng vén mí mắt cô lên, kỳ quái, đồng tử cũng không phóng đại A, à, cô lại cẩn thận kiểm tra miệng mũi của mình. Vậy mà một chút buồn cát cũng không có. Tuyệt đối có vấn đề. Thẩm Nam yên hiếp nửa con ngươi, cuối người hai tay theo cổ tay của nàng từng tất từng tất sờ lên trên, không bao lâu lại ở dưới nách của nàng lấy ra hai khối đá to bằng nắm tay. Tần tan theo bản năng nhíu mày, lại bị thẩm Nam yên thu hết vào đáy mắt. Nàng cười lạnh một tiếng, cầm hai tảng đá nặng trịch xoay người nhìn mộ dung triệt miệng không thể nói, chỉ có thể chớp mắt. Thấy không, nàng đem này hai tảng đá kẹp ở dưới nách, đem động mạch máu đè lên, dẫn đến chi trên động mạch không có mạch đập, lúc này mới làm cho cơ hồ không sờ được nàng mạch đập thái y cho rằng nàng mệnh không còn nữa. Nữ nhân này lòng dạ thật nhiều. Còn nữa, vừa rồi anh cũng nhìn thấy, tôi không phát hiện bùng từ miệng mũi cô ấy, điều này chứng tỏ cô ấy không bị sặc nước, cô ấy biết bơi mặc dù có chút khiếp sợ mộ dung triệt vẫn lơ đến như cũ tần tang luôn luôn nhu nhược hẳn là hận nữ nhân này hại chết hài tử của nàng muốn nàng đền mạng lại không có biện pháp nào khác mới ra hạ sách này thẩm nam yên tự mình nói một người phụ nữ bình thường sẽ không dùng con mình làm cục hại người nàng đã làm như vậy chỉ có hai khả năng thứ nhất nàng không muốn đứa bé này nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó lại không thể đem đứa bé phá bỏ vì vậy liền tự biên tự diễn lấy đứa bé tìm người gánh vác. Thứ hai, nàng kỳ thật rất muốn sinh đứa bé này, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó đứa bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng sợ bị người trách cứ, cũng sợ mất sủng ái. liền nghĩ kế một hòn đá ném hai con chim như vậy. Thẩm Nam Yên dừng ánh mắt trên người tần tan, nhếch môi cười yếu ớt, kỳ thật muốn biết là khả năng nào rất đơn giản, chỉ cần thông qua dẫn sản đem thai chết lưu bài xuất ra ngoài cơ thể, sau khi kiểm tra hết thảy liền chân tướng rõ ràng âm thanh dừng lại nàng đưa lưng về phía mộ dung triệt lén đưa kim dẫn sản vào trong cơ thể tần tang lại châm lên mấy huyệt vị trên người nàng dưới cơn đau dữ dội tần tang rốt cục không thể nhìn được nữa ngồi dậy khỏi giường nàng nhìn mộ dung triệt đáy mắt tràn đầy sợ hãi vương gia cứu ta nàng hại chết con của ta hôm nay lại muốn hại ta giờ phút này tần tang cũng không biết mộ dung triệt hiện tại căn bản không giúp được nàng nếu tôi muốn hại cô cần gì phải mạo hiểm tới cứu cô? Thẩm Nam Yên cười nhẹ, lời này nói ra chính cô tin không? Cô dứt khoát tháo cầm cô, đẩy cô ngã xuống giường, tiết kiệm chút sức đi. Cơn đau bụng thường xuyên bắt đầu rất nhanh, tần tan quả thực đau đến không muốn sống, bởi vì nói không ra lời, nước miếng chảy ròng, không ngừng phát ra âm thanh ừ ừ a. À. Thẩm Nam Yên đỡ tráng, trong lòng phiền não không thôi, đang nghĩ nên giải quyết như thế nào thì cửa phòng, bùng, một tiếng bị người ta đẩy ra vương gia. Bọn thị vệ nghe được động tĩnh liền cùng thái y vọt vào, trong phút chốc, bên tai đồng loạt vang lên tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn đám thị vệ nhanh chóng xông lên, thẩm nam yên lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay lấy ra chủy thủ giấu trong tay áo gác lên cổ mộ dung triệt, đứng lại. Ai dám tiến thêm nửa bước, ta lập tức đưa vương gia các ngươi đi gặp Diêm Vương. Mộ dung triệt làm như không dám tin trừng mắt nhìn lão đại, không ai có thể nghe được tiếng gào thét trong lòng hắn, thẩm, nam, yên. Ngươi dám đối xử với bản vương như vậy, ngươi là người đầu tiên, ngươi hôm nay tốt nhất giết chết ta, bằng không đến Nhật bản vương nhất định sẽ bầm thay ngươi vạn đoạn. Thấy thì vệ do dự, thẩm nam yên dùng sức đè chủy thủ xuống, làn da đột nhiên bị cắt trách, máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ lưỡi dao lạnh. Bọn thị vệ thấy thế, không thể không chậm rãi lui về phía sau. Thẩm Nam Yên nhìn về phía lão giả lưng đeo hòm thuốc, cực kỳ trấn định nói, đi giúp tần phu nhân dẫn thai, thai chết động lâu trong bụng, nếu ảnh hưởng đến công năng đông máu sẽ lấy mạng bà ấy. Có từ thái y mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn bộ dáng thống khổ của tần tan, vẫn nhanh chóng tiến lên, mở hòm thuốc ra. Thật sự là quá kỳ quái, lúc trước tần phu nhân rõ ràng cũng đã không được. Một canh giờ sau, ở trước mắt bao người, một cái vừa nhỏ vừa đen, trên cổ quấn vài vòng cuốn rốn, tử thai thành hình rốt cục bị sinh ra. Nhìn tử thai, thẩm nam yên cao giọng nói với mọi người, nếu thai nhi này chết trong vòng một ngày, nó sẽ có màu đỏ tía hoặc màu da cực kỳ tái nhợt. Từ màu sắc mà xem, đứa bé này đã sớm chết rồi. Mộ dung triệt cũng nhìn tử thai một cái, chuyển mắt nhìn chầm chầm thái y. Đối diện với ánh mắt của thượng lăng vương, thái y vội vàng không người nói, bẩm vương gia, vương phi nói không sai, thai nhi này bị mệnh đế lạc xiết cổ mà chết trong bụng, mà thời gian tử vong ít nhất là ba ngày trở lên. Nghe vậy, Tần tang đã được Thái Y đỡ cầm bất chấp chật vật quỳ gối trên giường, khóc đến bi thương thiết thiết, làm sao có thể. Nàng càng khóc càng thương tâm, vương gia, ta cái gì cũng không biết. Đúng là thẩm đại tiểu thư đẩy ta xuống nước, vương gia, ngài nhất định phải vì tan tang làm chủ A. À. Chương 4 Ngươi tính là gì nam nhân? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đầu cô gái này bị chập mạch rồi phải không? Sự thật đều bày ra trước mắt, nàng còn đang vu khống nàng. Thẩm Nam yên tức cười, hất cầm về phía lão Thái Y, bà lấy túi thuốc dưới giường ra đi. Mũi nàng nhạy bén hơn người thường, từ lúc bắt mạch cho tầng tan nàng đã ngửi thấy mùi thuốc dưới giường. Túi thuốc. Lão Thái Y có chút khó hiểu, nhưng ngại thân phận đối phương vẫn làm theo. Hắn cố sức chui xuống giường, quả thật từ phía dưới móc ra mấy bao thảo dược, còn có một cái nồi đất chưa kịp đổ bả thuốc. Lão Thái Y đứng thẳng người, theo thói quen bắt đầu kiểm tra cặn thuốc, túi thuốc, bẩm vương phi, những thứ này đều là thuốc an thai tốt nhất. Trong nháy mắt ngẩng đầu, Lão Thái Y tự giác nhiều lời, vì thế mím môi không nói nữa. Ngay cả thuốc an thai cũng uống, ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không biết. Quét mắt nhìn mọi người, thẩm nam yên sắc mặt càng phát ra lãnh liệt, bổn phi là thượng ngọc điệp hoàng gia phụ phía dưới phạm thượng cấu hãm hoàng phi chính là tử tội thẩm nam yên ánh mắt tàn nhẫn quanh thân uy áp khiếp người trong đám người một cái tiểu nha hoàng sợ hãi bùng một tiếng liền quỳ xuống vương phi nương nương tha mạng vương phi nương nương tha mạng đều là tần phu nhân bảo ta làm như vậy thẩm nam yên nheo đôi mắt nguy hiểm liếc mắt một cái đã nhận ra cô chính là cô ta lừa tôi đến hồ sen tần tang vương vương gia. Không đợi thẩm nam yên nói xong, tần tan trầm một tiếng ngã xuống đất, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, đã thấy nàng nhắm mắt lại hôn mê, lại nhìn trên giường, đệm giường màu nhạt bị máu nhuộm đỏ bừng. Thẩm nam yên Là do không kịp thời dẫn sản nên chức năng đông máu bị tổn hại. A à, thẩm nam yên không ngờ dược hiệu trên người mộ dung triệt lại tan nhanh như vậy, thất thần lại bị anh tháo cánh tay té trên mặt đất đột nhiên xuất hiện đau nhức làm thẩm nam yên không khỏi đau kêu lên thành tiếng cô có thể cảm giác rõ ràng vết thương trên lưng lại nứt ra búi tóc trời rạc mái tóc dài rơi xuống che khuất nửa bên má thẩm nam nàng ngồi dậy gần như điên cuồng quát vết người không quá đáng mộ dung triệt ngươi đừng khinh người quá đáng trước mắt phút chốc bị một bóng ma bao phủ không đợi cô nói nữa mộ dung triệt dốc hết sức tác một cái vào mặt cô khóe miệng có máu tươi tràn ra lỗ tai nạn ông ông vang lên, hai má càng là đau rát, ngươi có bản lĩnh, thượng tấu hoàng thượng, cho phép ta và ngươi hòa ly, đánh nữ nhân, ngươi tính là nam nhân gì? Ba Lại một cái tác đánh tới Thẩm Nam yên ngã xuống đất, trước mắt tối sầm, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng mộ dung triệt nghiến răng nghiến lợi. Từ hôm nay trở đi, ai cũng không cần cho nàng sắc mặt tốt xem, chỉ coi lăng vương phủ ta nuôi thêm một con chó thì vệ bên cạnh nhìn không được mở miệng hỏi vương gia vương phi bị thương rất nặng có muốn để thái y cho nàng xem trước không đấy mắt mộ dung triệt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm không cần chết thì báo chết dám hết lần này đến lần khác lợi dụng hắn nữ nhân này cho dù chết một trăm lần cũng không đủ vâng không biết hôn mê bao lâu chờ thẩm nam yên chậm rãi tỉnh lại thì trong phòng đã sáng rực mưa một ngày một đêm cũng ngừng đây là đâu? Ngay ngốc một lát, nhìn chữ hỷ đỏ thẩm duy nhất trong phòng, thẩm nam yên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đó là nguyên chủ tự mình dán, nơi này hẳn là hỷ phòng nguyên chủ dùng để thành thân. Ngày tân hôn, mộ dung triệt mặc dù dựa theo ý chỉ của hoàng thượng mà mở tiệc, toàn bộ quá trình lại ngay cả mặt cũng không lộ ra, càng miễn bàn trang phục phủ đệ. Nguyên chủ thật sự là vừa ngốc vừa đáng thương, rõ ràng không có bản lĩnh gì, còn dám trêu chọc sát thần mộ dung triệt này rõ ràng là nàng cái kia tra cha hố nàng sao, không được, nàng phải tìm một cơ hội đi tả tướng phủ, một là muốn vì nguyên chủ báo thù, hai là phải đem thuộc về nguyên chủ tiền tài đều muốn trở về, tương lai nếu là rời đi lăng vương phủ, chỗ dùng tiền rất nhiều đây. Thẩm Nam Yên lúc lạnh lúc nóng, cô biết mình bị sốt, nhưng bởi vì thân thể quá mức suy yếu không thể tập trung tinh thần, cô thử mấy lần cũng không mở được không gian, cô cần uống nước, cần ăn chút gì đó chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế, thẩm nam yên kéo cánh tay trật khớp cố gắng bò về phía cái bàn cách đó không xa, cô nhớ rõ trên bàn có mấy đĩa bánh ngọt, còn có nước trà. Chỉ vài bước đường, nàng sửng sốt bò hồi lâu mới bò đến, viện ghế chậm rãi dãy dụ đứng lên, đứng không vững, bùng một tiếng lại quỳ xuống, cũng may tay nàng nhanh thuận thế bắt được một khối bánh ngọt. Nàng quỳ rạp trên mặt đất, từng miếng từng miếng ăn, cổ họng đau dữ dội, nàng liền chịu đựng đau đớn như dao cắt ép buộc mình nuốt, chờ nửa cái bánh ngọt ăn xong mới rốt cục khôi phục chút khí lực nàng dãy dù ngồi vào trên ghế đem trà đặt đã sớm lạnh thấu trong ấm uống hết thẩm nam yên muốn nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một lát không ngờ vừa mới xê dịch chân khí lực chống đỡ hết nổi vẫn ngã xuống đất chấn động đến vết thương sau lưng đau đớn thấu tiên nàng quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy thầm nghĩ nguyên chủ thân thể quá yếu nàng ngày sau phải gia tăng rèn luyện thân thể nghỉ ngơi thật lâu Thẩm Nam yên cắn chặt răng, thử hai lần, rốt cục mở ra không gian, trong lúc vui sướng cô cắn chặt răng lão đảo đi vào không gian. Với sự giúp đỡ của robot siêu thông minh, Thẩm Nam yên nhanh chóng xử lý cánh tay bị trật khớp, cô lại bắt đầu thiết lập robot chăm sóc, truyền dịch, xử lý lại vết thương, kiểm tra sức khỏe. Ngay khi cô nằm trên giường bệnh buồn ngủ, một người máy đi tới trước mặt cô, nói: "Bác sĩ Thẩm, trải qua kiểm tra xác định màu đỏ sậm trên mặt cô không phải là vết bớt mà là chất độc lắng động dưới da cái gì thẩm nam yên kinh ngạc cái bớt kia từ lúc nguyên chủ sinh ra đã có là ai nhẫn tâm như vậy đối với một hài tử còn ở trong bụng hạ độc thủ như vậy những người khác đâu thẩm nam yên cẩn thận nghe người máy đọc báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng cũng may có thể chữa được khởi động dụng cụ lập tức làm phẫu thuật dọn dẹp nhưng tiến sĩ Thẩm, thân thể ngài trước mắt quá mức suy yếu, đề nghị ngài nên nghỉ ngơi một thời gian. Thẩm Nam Yên lắc đầu, dù sao cũng là độc, nên nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Ai biết kế tiếp còn có thể phát sinh chuyện gì, nguyên chủ sinh tồn hoàn cảnh quá mức ác liệt, quá nhiều người muốn cho nàng chết. Trong không gian, mấy người mấy đâu vào đấy dựa theo trình tự Thẩm Nam Yên thiết lập tiến hành các loại thao tác, mà Thẩm Nam Yên dùng thuốc mê nằm ở trên bàn phẫu thuật đã sớm không có ý thức cũng không biết cụ thể qua bao lâu, khi Thẩm Nam Yên đi ra khỏi không gian, trời tối đen, phòng lại càng tối như mực, khó tránh khỏi làm cho trong lòng người ta có chút sợ hãi áp lực, nhưng đầy trời đầy sao lại làm cho trong lòng người ta nhìn không được nhảy nhót. Thẩm Nam Yên nhìn gương mặt khuynh thành tuyệt diễm trong gương, mặt mày dần dần cong lên. Ông trời đối xử với cô thật đúng là không tệ, đừng nói là ở cổ đại, khuôn mặt này coi như là phóng tới kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển 25 thế kỷ vậy cũng phải nổi tiếng khắp toàn cầu nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là ở trong phòng tìm ra khối sa mỏng đơn giản cắt mây sau đó đeo ở trên mặt trước mắt cũng không biết là ai hạ độc nguyên chủ vạn nhất đối phương biết nàng giải độc lại tới hại nàng thì làm sao bây giờ có thể giấu giếm một ngày là một ngày đi than ôi thẩm nam yên nâng cầm nhìn bầu trời đầy sao nặng nề thở dài sự tình đã rõ ràng không biết mộ dung triệt định nhốt cô bao lâu chương 5 Họa trời gián Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiểu thư Một thanh âm trong trẻo từ phía sau truyền đến, thẩm nam yên làm như bị kinh hãi đột nhiên xoay người nhìn lại người nọ. Một tiểu cô nương tướng mạo ngọt ngào, ánh mắt rất lớn thấy thẩm nam yên đang yên đang lành đứng ở trước mặt nàng, hốc mắt đỏ lên, đông một tiếng liền quỳ xuống. Ô ô, tiểu thư, bọn họ đều nói ngài thiếu chút nữa bị lăng vương đánh chết quản gia lăng vương phủ vừa thả nô tỳ từ ám lao trở về. Ô ô ô, tiểu thư không có việc gì là tốt rồi. Nô tỳ nói tiểu thư nhà ta luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Tiểu cô nương khóc đến thở không ra hơi, nói chuyện trước nói sau. Thải vi. Thẩm Nam Yên nhớ tới, đây là nhà hoàng cùng nguyên chủ lớn lên, so với nguyên chủ còn nhỏ hơn một tuổi. Nhà đầu này là một trung thực đáng tin cậy, nguyên chủ bị tra phụ từ tả tướng phủ đuổi ra sau, nàng lấy thân khế ở trong tay nguyên chủ lý do vẫn bồi ở nguyên chủ bên người, hôm nay lại bồi nàng nhảy vào lăng vương phủ cái này hố lửa. Thẩm Nam Yên bước nhanh về phía trước đưa tay đỡ cô, vừa đụng tới cô, tiểu nha đầu liền theo bản năng, tê một tiếng. Bọn họ đánh em. Thẩm Nam Yên có chút tức giận. Không sao đâu, kiểu đánh chửi này, Thải Vi đã quen rồi. Thẩm Nam Yên thầm nghĩ, nguyên chủ thật đúng là uất ức, tạ tướng phủ ăn nàng, dùng nàng, nàng mang danh tiếng đại tiểu thư đích xuất lại cả ngày mặt cho người khi dễ nếu không là có nha hoàng trung thành hộ chủ như vậy còn không biết thế nào đây cô mím chặt môi đưa thái vi lên giường cởi quần áo của cô ra kiểm tra vết thương cho cô vốn tưởng rằng nha đầu này hơi béo không ngờ vóc dáng nàng không cao cờ bắp trên người cũng không ít ba bi kim cương thỏa đáng quả thực đáng yêu thái vi rốt cục không khóc nữa phẫn hận nói với thẩm nam yên tiểu thư Lăng Vương ra lệnh cho trên dưới vương phủ không ai được nhắc lại chuyện Tần Phu Nhân rơi xuống nước, còn nói Tần Phu Nhân cần nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy bà ấy. Nghe nói như thế Thẩm Nam Yên cả người ngây ngẩn cả người, lửa giận trong lòng lập tức nhảy lên, mộ dung triệt người tốt lắm, người tốt xấu gì trưởng quản mấy chục vạn binh mã, xử sự, sự lại bất công như thế. Hắn thích con điếm tâm cơ kia như vậy sao? Chẳng lẽ nguyên chủ chết vô ích? chẳng lẽ ba mươi hình trượng kia nàng bị uổng phí thái vi thấy vẻ mặt cô ảm đạm cho rằng cô lại ủy khuất cô vẫn như thường ngày xoay người ông lấy thẩm nam yên thúc thích an ủi cô tiểu thư không thương tâm lăng vương nhất định là mắt mù tâm mù mới không thích cô đừng sợ thái vi sẽ bảo vệ tiểu thư chúng ta không gây chuyện nhưng chúng ta cũng không sợ chuyện thẩm nam yên phì cười ra tiếng vỗ vỗ đầu thái vi nói nha đầu ngốc anh không thương tâm đâu chờ anh lấy được hòa ly thư sẽ mang em rời khỏi nơi này chúng ta lưu lạc chân trời góc bể bốn biển là nhà thái vi cao hứng không quá hai giây ánh mắt đột nhiên lóe lên rồi biến mất tiểu thư lăng vương nói ngài làm bị thương quản sự ma ma trong phủ phạt ngài đóng cửa suy nghĩ không cho phép người mời đại phu cho ngài cũng không cho phép người đưa cơm cho ngài hắn nói để ngài tự sinh tự diệt hắn đây là muốn tươi sống kéo chết tiểu thư đừng nói hòa ly tiểu thư hiện tại ngay cả cái viện này cũng không ra được. Thẩm Nam Yên trong lòng hận ý ngập trời, nhưng vẫn ôn nhu an ủi thải vi, biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều, người sống còn có thể kêu. Vừa mới nói được một nửa, có ngói đột nhiên từ nóc nhà rơi xuống, chủ tớ hai người cũng không có kinh hoảng la to, chỉ là ăn ý ông cùng một chỗ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Đông, một tiếng vang thật lớn, hai người bị dọa đến giật mình, chỉ thấy trong phủ một cái thị vệ đột nhiên từ nóc nhà rơi xuống, đem trong phòng duy nhất một cái bàn đập đến chia năm xẻ bảy. Mau trốn đi, có thích khách. Hả? Thẩm Nam Yên trừng mắt nhìn, đã sớm nghe nói Lăng Vương gây ra vô số kẻ thù, những người kiên kỵ hắn, lôi kéo không được thẹn quá hóa giận. Luôn thường phái người ám sát hắn, không nghĩ tới nàng mới vừa vào phủ vài ngày đã thấy được. Thì về dãy dụ từ trên mặt đất đứng lên đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước lại nặng nề ngã xuống đất. Thẩm Nam Yên nhìn mũi tên gãy trên đùi anh, tốt bụng mở miệng, này. Anh bị thương, đừng lộn xộn. Loãng xoảng Ba. Cùng với vài mảnh ngói vỡ, một người bịt mặt mặc áo dạ hành đột nhiên từ lỗ thủng trên nóc nhà nhảy xuống. Hắn liếc thẩm Nam Yên, đi thẳng đến thị vệ trẻ tuổi, tuy rằng không giết được mộ dung triệt, nhưng có thể chặt đứt một cánh tay của hắn coi như là lời rồi. Thị vệ này vừa chết, người chết tiếp theo chính là các nàng đáy mắt thẩm nam yên dân lên sát ý, nắm dao găm không chút do dự xông về phía thích khách kia, nàng chiêu chiêu lưu loát, ra tay tàn nhẫn, làm cho mấy người trong phòng rất là ngoài ý muốn. Thì vệ phản ứng cực nhanh, hắn vội vàng đứng dậy, liều một tia khí lực cuối cùng cùng thẩm nam yên kệ vai chiến đấu, trong mấy hơi thở, thích khách kia thấy thế không tốt quyết đoán phá cửa bỏ chạy. Lãnh kiếm rơi ầm xuống đất, thì vệ trẻ tuổi dựa lưng vào vách tường chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi xuống đất vừa rồi anh chạy ra ngoài là sợ liên lụy đến chúng tôi thẩm nam yên ngồi xổm xuống bên cạnh anh nhếch môi cười cong mắt à không nghĩ tới anh còn rất tốt yên tâm có tôi ở đây anh không chết được đâu sợ người nọ đang dết trở về thẩm nam yên nắm dao găm thủy chung không buông xuống nàng liếc nhìn mũi tên đâm vào cửa gỗ lại nhìn vết thương của hắn mở miệng nói mũi tên này có móc ngược vị trí trúng tên của ngươi lại cách động mạch đùi rất gần không thể tùy tiện rút ra bất quá vấn đề không lớn thông qua phẫu thuật hoàn toàn có thể lấy ra bởi vì mất máu quá nhiều thì vệ không nói gì liền nhắm mắt lại anh ấy ngất xỉu rồi thải vi giúp anh đưa anh ấy lên giường được thẩm nam yên vừa buông dao găm chuẩn bị nâng người mộ dung triệt dẫn người kịp thời chạy tới vung roi trực tiếp quất lên mu bàn tay của nàng a à, thẩm nam yên đau đớn kêu lên căm tức nhìn mộ dung triệt quát có phải cậu bị bệnh không? Độc phụ, ngươi là xem bổn vương không truy cứu ngươi đã thương người chuyện, lá gan càng lớn, lại ngay cả bổn vương thiếp thân thị vệ cũng dám giết. Ta là muốn cứu hắn. Mộ dung triệt thấy cô còn muốn giảo biện, lại vung một roi về phía cô, thải vi nhanh tay lẹ mắt đẩy thẩm nam yên ra, roi kia trực tiếp rơi vào mặt cô. Tiểu thư, cô không sao chứ? Thải vi nằm trên mặt đất đau đến run rẩy không quên lo lắng cho thẩm nam yên nhìn khuôn mặt da đầu rạn nước của tiểu nha, thẩm nam yên đánh về phía mộ dung triệt như điên, cô cầm tóc cậu, không chút nghĩ ngợi cắn lên cổ cậu, người bên cạnh kéo thế nào cũng kéo không ra. Lão nương hôm nay chính là cắn cũng muốn cắn chết ngươi tên khốn kiếp này. Người điên cái gì? Mộ dung triệt liều mạng muốn đẩy nàng ra, nhưng nàng giống như con đĩa, dính vào người ném thế nào cũng không bỏ được. Buông ra, bằng không bổn vương lập tức sai người giết ngươi. Nghe nói như thế Thái Vi liền nóng nảy, nàng bò về phía thẩm Nam Yên, ông chân nàng không ngừng khóc, tiểu thư, Thái Vi một chút cũng không đau, ngài mau buông vương gia ra, ô ô, ngài đáp ứng muốn đưa Thái Vi rời khỏi nơi này lưu lạc chân trời góc bể. Chương 6 Đây coi như là xin lỗi sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thái Vi khóc rất dữ dội, thẩm Nam Yên rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại, cô buông miệng ra, trong tay vẫn nắm chặt tóc mộ dung triệt lòng ta nhỏ bé luôn có thù tất báo thẩm nam yên ta gả đến lăng vương phủ của ngươi chỉ mới vài ngày ngươi lại năm lần bảy lượt nhục nhã ta đánh đập ta ta chịu đủ rồi ngươi đã chán ghét ta như vậy viết hưu thư đi lý do gì ta cũng chấp nhận khoảng cách giữa hai người rất gần đôi mắt hung ác nham hiểm của mộ dung triệt gắt gao trừng nàng rất có ý đem nàng lột sống nuốt sống ngươi cho lăng vương phủ ta là nơi nào sắc mặt thẩm nam yên trầm đến mức có thể nhỏ ra mực, khóe miệng vẫn còn vết máu nhàn nhạt, khí thế rất dọa người, rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi. Mộ dung triệt nghiến răng nghiến lợi, hôm nay bổn vương sốt ruột cứu người, món nợ này ngày khác sẽ tính với ngươi, ngươi thành thật chờ cho bổn vương. Lăng vương phủ, dược lư. Một đại phu trên dưới 30 tuổi, mặc áo bào trắng vừa kiểm tra thương thế cho thị vệ trẻ tuổi hôn mê bất tỉnh, vừa lắc đầu thở dài thì vệ bên cạnh rất lo lắng, nhìn không được mở miệng hỏi, mặt đại phu, tu bình thế nào rồi? Mặt đại phu nặng nề thở dài một hơi, xoay người nói với mộ dung triệt, vương gia, mũi tên kia đâm quá sâu, lại mang theo móc ngược, mạnh mẽ rút ra thương thế chỉ càng nặng hơn, cho dù không chảy máu mà chết ngay tại chỗ, vết thương không bằng phẳng sau đó cũng rất khó xử lý, vết thương một khi xuất hiện lỡ loét, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ dung triệt mím môi không nói, thì vệ từ miễn lau nước mắt quỳ xuống trước người mặt đại phu, mặt đại phu, ngài cùng vương gia chinh chiến nhiều năm, am hiểu nhất trị liệu ngoại thương, ngài nhất định có thể cứu sống hắn đúng không? Hắn mới 20 tuổi, còn chưa kết hôn đâu. than ôi! Mặt đại phu cũng rất bất đắc dĩ, hắn làm sao không muốn cứu tu bình? Người lăng vương tín nhiệm nhất hiện giờ chỉ còn lại hai tiểu thị vệ này. Vương gia trọng tình nghĩa nhất, lúc trước thôi phó tướng chết trận xa trường, hắn tự mình dẫn quân xung phong, lúc này mới rơi vào một thân đau xót này. Sau đó trở lại Kim Lăng, hắn thậm chí không để ý lời đồn đã nhảm nhí, đón quả phụ đang mang thai của thôi phó tướng vào vương phủ chăm sóc. Cho dù tần tan kia nhiều lần sinh sự trong phủ, vương gia nể tình nghĩa với thôi phó tướng, cũng nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Hôm nay nếu tu bình lại xảy ra chuyện, Lăng vương phát điên chắc chắn sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mặt đại phu suy nghĩ mãi, thấp giọng nói, Kim Lăng thành ngọa hổ tàn long, nếu không mời Lan Trung nổi danh khác đến xem. Tu Bình nhất định là cứu không sống, có thể kéo dài một ngày là một ngày, vương gia cần một quá trình chậm rãi tiếp nhận. Suốt một ngày, các đại phu có danh vọng của thành Kim Lăng tràn đầy tự tin đi vào Lăng Vương Phủ, lại một đám mặt xám mày cho đi ra ngoài. Chạng vạn tối, lão đại phu cuối cùng trước khi đi để lại một viên thuốc, không người nói với mộ dung triệt, vương gia người bị thương sợ là không chống đỡ nổi đêm nay thuốc này có thể làm cho hắn tỉnh táo một nén nhang thời gian để cho mọi người đến thăm hắn sau đó chuẩn bị hậu sự cho hắn đi nghe vậy mộ dung triệt hung hăng đập cái chén bên tay xuống đất vỡ nát hai mắt hắn đỏ tươi thanh âm run rẩy từ miễn đi mang tiện nhân thẩm nam yên kia tới cho bản vương bản vương muốn nàng đền mạng vâng vương gia tu bình uống thuốc sâu kín tỉnh lại Nghe Mộ Dung Triệt nói thật rõ. Vương gia là Vương phi cứu thuộc hạ. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Triệt nhíu mày. Thuộc hạ một đường đuổi theo thích khách kia tới Lãm Nguyệt Các. Nếu không phải Vương phi ra tay tương trợ, thuộc hạ sợ là đã sớm chết, nào còn có cơ hội bàn giao hậu sự. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từ miễn gãi đầu, còn muốn đi bắt Vương phi hay không? Chậm lại một chút, Mộ Dung Triệt nói với Tu Bình triều viện phán am hiểu chặt chân nhất trong cung sắp vào thành rồi ngươi nhất định phải chịu đựng nếu không rút được mũi tên này dứt khoát cắt đứt chân này ngay sau ngươi vẫn là phụ tá trái cánh tay phải của bổn vương a à, a à. đau đau trong lãm nguyệt cát Thải vi nằm trên giường nhìn thẩm nam yên nước mắt chảy lả tả cuối cùng biến mất không thấy nha đầu này dũng cảm là thật dũng cảm nước mắt cũng thật nhiều thẩm nam yên vừa giúp cô xử lý vết thương vừa nói chuyện vừa phân tán sự chú ý của cô ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc ngươi chỉ có 6 tuổi trốn ở dưới chân tường có thành một đoàn nho nhỏ sau đó ta đưa ngươi về nhà ngươi cũng là như vậy nằm ở trên giường vẫn nhìn chằm chằm ta ánh mắt của ngươi khi đó cùng hiện tại giống nhau như đúc cũng không lâu lắm mẫu thân liền qua đời nàng nói với ta ngươi tuổi còn nhỏ để cho ta chiếu cố ngươi nhiều không nghĩ tới lại là ngươi che chở ta suốt 10 năm, Thái Vi, cảm ơn ngươi. Ô ô, Thái Vi khóc thành tiếng, thì ra là tiểu thư thật sao? Làm nô tỳ sợ muốn chết. Thẩm Nam Yên xoa xoa tóc cô, cười nói, nha đầu ngốc. Tôi không phải tiểu thư nhà cô thì còn có thể là ai? Ô ô, tiểu thư, cô học võ công từ khi nào? Sao cô còn biết y thuật? Nô tỳ. Vậy mà cũng không biết. Thẩm Nam Yên không cần nghĩ ngợi nói, mẫu thân không phải sưu tầm rất nhiều sách sao. Sợ không dọa được nàng, Thẩm Nam Yên lại nói, ta nếu không ở trong phủ giấu vụng giả ngu, chủ tớ hai người chúng ta đã sớm chết rồi. Thái Vi đồng ý gật đầu. Nhìn khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô, bây giờ sưng không ra dáng, Thẩm Nam Yên có chút tự trách, không xứng đáng, là tôi liên lụy cô. Thái Vi không dám tin nhìn cô, tiểu thư trước đây nội liễm lại trầm mặt ít nói, chưa bao giờ nói nhiều lời uất ức với cô như vậy nàng tuy rằng không rõ tiểu thư hiện tại vì sao thay đổi nhưng nàng cảm thấy tiểu thư hiện tại rất tốt rất lợi hại làm cho nàng sinh ra một cổ cảm giác tín nhiệm khó hiểu tiểu thư không cần nói như vậy nô tì một chút cũng không đau cùng lắm thì sau này nô tì cùng tiểu thư đeo khăn che mặt làm gì có cô gái nào không quan tâm đến ngoại hình của mình đã như vậy nha đầu kia còn đang an ủi nàng Thẩm Nam Yên rất cảm động, nàng tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành không hề tì vết, Thái vi cả kinh trực tiếp từ trên giường bật dậy, trừng to mắt gắt gao che miệng. Thái vi, em yên tâm, anh có thể chữa khỏi mặt thì nhất định có thể chữa khỏi cho em. Anh sẽ không để em đeo mạng che mặt. Chủ tớ hai người còn đang nói chuyện, quản gia Lưu Công Công mang theo một đội người cung kính kính ở bên ngoài gõ cửa, vương phi, vương gia bảo nô tài đưa đồ tới cho ngài hắn sẽ tốt bụng như vậy sao thẩm nam yên vào đi cửa phòng mở ra mấy hạ nhân từng rương từng rương nâng đồ vào trong phòng thấy thẩm nam yên mí mắt co rút vô sự lấy lòng không gian thì trộm cậu nam nhân kia muốn làm gì đồ đạc cất kỹ hạ nhân lui ra ngoài cửa lưu công công không người nói bẩm vương phi tu bình tĩnh rồi vương gia biết chuyện hôm qua là hắn hiểu lầm vương phi cố ý lệnh nô tài đưa cho ngài chút đồ dùng sau này cửa lãm nguyệt các cũng sẽ không khóa nữa, chỉ cần không ra khỏi vương phủ, không vào lâm quyển, vương phi có thể đi lại chung quanh. Đây có tính là xin lỗi không? Thẩm Nam yên miếm môi, nghĩ nghĩ hỏi, thì vệ trúng tên kia tên Tu Bình. Hắn thế nào rồi? Chương 7 Nạn có thể cứu hắn, nạn muốn cứu hắn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lưu Công Công thành thật nói, trong phủ tới mười mấy cái đại phu, đều nói cứu không sống, để chuẩn bị hậu sự đây. Sắc trời cũng không còn sớm, Vương Phi sớm nghỉ ngơi đi, sau này phòng bếp mỗi ngày sẽ đưa đồ ăn cho ngài. Nô tài cáo lui. Đối nhân xử thế đều đi rồi, Thải Vi bắt đầu cao hứng bừng bừng thu dọn đồ đạc, thẩm nam yên thì ngồi ở bên cửa sổ nhìn trời sao ngẩn người. Ở cổ đại kỹ thuật chữa bệnh cũng không phát triển, một cái cảm mạo nho nhỏ cũng có thể chết người, chớ nói chi là ngoại thương nặng như vậy chỉ tiếc là tên thị vệ kia hắn còn trẻ như vậy thẩm nam yên nhớ rõ giọng nói của hắn nàng biết hắn đã hỏi mộ dung triệt muốn mời đại phu cho nàng thời khắc nguy cấp hắn đã tự lo không xuể còn bảo nàng chạy mau liều chết cũng không muốn liên lụy đến nàng người như vậy không đáng chết nàng có thể cứu hắn nàng phải cứu hắn thẩm nam yên đứng dậy anh ra ngoài một chuyến em khóa cửa lại ai gõ cửa cũng không được mở Thái Vi buông đồ trong tay xuống, sững sờ nhìn cô, tiểu thư, cô muốn đi cứu thị vệ kia. Cô nhớ ngày hôm qua tiểu thư đã nói với người kia, cô có thể cứu anh ta. Ừm, anh ấy là một người tốt. Nô tỳ đi cùng tiểu thư. Trong dược lư, triệu viện phán cúi đầu nói với mộ dung triệt, bẩm vương gia, người này bị thương quá nặng, lại kéo dài thời gian dài như vậy, hiện tại các chân hắn sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết, theo lão phu thấy, không bằng để lại toàn bộ thi thể cho vị thị vệ này đi nếu ngươi có thể cứu sống hắn bổn vương điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi mộ dung triệt nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tái nhật trên giường tim như bị đau cắt triệu viện phán quỳ xuống nói vương gia xin thứ cho lão phu vô năng tôi có thể cứu anh ấy một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén thẩm nam yên đẩy cửa bước vào Mộ Dung Triệt vừa nghĩ tới mặt đại phu nói vết cắn trên cổ hắn sẽ bị sẹo liền tức giận không chỗ phát tiết, người đâu, đưa cô ấy về. Nếu vị đại phu này đã kết luận hắn hết thuốc chữa, để cho ta thử xem có làm sao. Triệu viện phán nhìn nàng ăn mặc bình thường, lăng vương đối với nàng lại rất không kiên nhẫn dáng vẻ, còn tưởng rằng là vương phủ cái nào không được sủng ái thì thiếp, vì phu nhân này, lão phu hành nghệ y mấy chục năm, cứu người vô số, ngươi là đang nghi ngờ lão phu sao? nàng nói lời này rõ ràng là đang lật đổ phán đoán của hắn, hoài nghi y thuật của hắn. Hắn đường đường là một thái y viện, hắn nói không cứu thì không cứu, há có thể để một nữ lưu sen vào. Vương gia, tu bình hình như không có hô hấp. Nghe vậy, triệu viện phán vội vàng đi lên thăm dò hơi thở của tu bình, bắt mạch cho hắn. Thẩm Nam yên liếc nhìn chân bị máu thấm ướt của Tu Bình, đoán là do sốc do mất máu dẫn đến ngừng thở đột ngột, nàng kéo cổ áo sau của triệu viện phán ném người xuống đất, bất chấp vết thương trên người và mu bàn tay lập tức quỳ xuống giường để tu bình hồi phục tim phổi. Nam nữ thụ bất thân, người nữ tử này thật không biết xấu hổ, lại đối với một cổ thi thể động thủ động chân. Thẩm Nam Yên vội vàng nhìn chung quanh một vòng, nhìn người vây quanh một vòng lớn tiếng quát, đều đi ra ngoài. Nếu cô lấy các loại dụng cụ cấp cứu ra trước mặt nhiều người như vậy, không nói đến mộ dung triệt có cho cô dùng hay không cô nhất định sẽ bị cho là dị loại, chờ đợi cô không chừng là kiếp nạn gì. cường giả tự cứu mình, thánh giả độ nhân, nàng không phải thánh mẫu, làm không được vì người khác bỏ qua tính mạng của mình. huống hồ chỉ có nàng hảo hảo sống sót, mới có thể có cơ hội cứu càng nhiều người, không phải sao? triệu viện phán hỗn hỉnh, hơn nữa xác định thì vệ kia đã chết, liền quỳ xuống bên chân mộ dung triệt nói: vương gia, vị thị vệ này đã đi rồi chính xin ngài nén bi thương đừng để hắn sau khi chết cũng không được an bình thẩm nam yên nổi giận cho ta một khắc đồng hồ thời gian bản phi nếu cứu không sống hắn cam nguyện lại lĩnh ba mươi hình trượng ba mươi hình trượng đổi lấy một đường sinh cơ cho thị vệ trẻ tuổi này nàng chỉ có thể làm được như vậy bản phi triệu viện phán người choáng váng nàng là lăng vương phi vừa rồi có phải anh mắng cô không dưới đây là tội lớn triệu viện phán không dám nói nữa yên lặng cùng đám hạ nhân lui tới cửa mộ dung triệt luôn ở bên cạnh cô chăm chú nhìn cô thẩm nam yên trong lòng nôn nóng xác định khoan miệng không có gì vật cuối người muốn làm hô hấp nhân tạo cho anh lại bị một bàn tay có chút thô ráp ngăn cách tiểu thư cô muốn làm gì thẩm nam yên liếc thái vi giọng nói có chút sốt ruột tránh ra tôi muốn độ khí cho cậu ấy làm sao được thái vi trợn tròn mắt cô không thể trơ mắt nhìn tiểu thư làm hỏng thanh danh, càng không thể nhìn tiểu thư chịu hình phạt, tiểu thư sẽ chết. Để em. Thải Vi cúi đầu che đôi môi lạnh lẽo, dùng sức thổi vào miệng Tu Bình. Không đúng, nâng cầm hắn lên nắm lỗ mũi, sau khi ngươi hít sâu, kề sát miệng hắn, dùng sức thổi vào. Nghe ta chỉ huy, ta nói thổi ngươi liền thổi. Được. Tiểu thư nói như vậy có thể cứu người, nhất định có thể. Mọi người tuy rằng trận mắt khá hốc mồm, nhưng ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra, ngay cả tiếng hít thở cũng dường như bị cố ý đè nén, từ miệng ở một bên càng khẩn trương đứng không vững, gắt gao viện xe lăn của mộ dung triệt chống đỡ thân thể. Triệu Viện phán cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cứu người như vậy, thầm nghĩ Lăng Vương Phi hôm nay 30 hình trượng này là chịu định, đến lúc đó làm sao còn có người sẽ trị tội cho hắn. Vương nghĩ như vậy, hắn nhịn không được cười lạnh ra tiếng miệng không lựa lời nói, Lăng Vương Phi, người này tuổi thọ đã hết, vương gia sẽ không làm khó ngài, ngài cần gì ở chỗ này dương tướng chồng chất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mồ hôi to như hạt đậu theo thái dương thẩm nam yên trượt xuống, nắm tay mộ dung triệt vừa lỏng vừa chặt, chặt vừa lỏng, rốt cục nhìn không được đưa tay muốn kéo thẩm nam yên. Sống. Tu Bình sống lại rồi. Mọi người nhìn về phía giường, chỉ thấy ngực tu bình vừa mới không còn hô hấp đang phập phồng từng chút một mấy hạ nhân lo lắng chờ đợi ở cửa kích động lau nước mắt sao có thể chứ triệu viện phán mồ hôi tráng trong lòng nghi hoặc không thôi tuyệt đối không có khả năng hắn xác định thị vệ kia đã chết sao cô ấy làm được vậy triệu viện phán theo bản năng đi về phía trước muốn nhìn tu bình một chút mộ dung triệt nheo con ngươi nguy hiểm lại từ miễn ở một bên mạnh mẽ cho triệu viện phán một cước, một lần hai lần nhục mạ vương phi, người có mấy cái đầu đủ chém. Triệu viện phán một thanh xương già làm sao chịu đựng được cái này, nhất thời bay ra thật xa quỳ rạp trên mặt đất miệng phun máu tươi. Mộ dung triệt xoay người nhìn hắn, trong con ngươi lạnh lùng, ủ lạnh lẽo khiếp người, người đâu, triệu viện phán phía dưới phạm thượng va chạm vương phi, trượng trách ba mươi, trọn đời không được vào lăng vương phủ của ta. Vâng. Nghe vậy, triệu viện phán vừa mới từ trên mặt đất đứng lên cả người vô lực sụi lơ trên mặt đất, ngay cả lời xin tha thứ cũng nói không nên lời, tùy ý hai thì vệ cao lớn thô kệch kéo hắn xuống. Vương gia, người tuy rằng tạm thời cứu được, nhưng tình huống vẫn không lạc quan. Thẩm Nam Yên thở hỗn hỉnh, ta thật sự có thể cứu hắn, để ta thử xem. Chương 8 Vụng trộm cứu người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không thể một thanh âm trầm thấp vang lên, mọi người nhìn lại, ai nấy mừng rỡ như điên, nhất là mộ dung triệt, thẩm nam yên lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Tiết thần y, người rốt cục đã trở lại, mau giúp bản vương xem tu bình. Hai lão ma ma có ánh mắt vội vàng tiến lên đỡ thẩm nam yên sang một bên. Hắn là ai? Thẩm nam yên hỏi. Ma ma nhỏ giọng trả lời, bẩm vương phi, hắn là ân nhân cứu mạng của vương gia chúng ta là sư phụ của mặt đại phu ân nhân cứu mạng đúng vậy vương gia lúc trước ở bắc cương thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh máu cũng sắp chảy khô tất cả đại phu đều bó tay hết cách là tiết thần y trị liệu trọn vẹn hai tháng mới có thể bảo trụ tính mạng vương gia thẩm nam yên quay đầu nhìn về phía lão già râu bạc kia chỉ thấy sau khi bắt mạch cho ông ta bắt đầu châm cứu trên người ông ta cuối cùng lại nhét một viên thuốc vào miệng ông ta làm xong những việc này Tiết thần y đi về phía mộ dung triệt, nói, lão phu đã cầm máu cho tiểu thị vệ, cũng đút cho hắn uống tục mệnh đan. Trưa mai, lão phu tự mình cắt chân cho hắn, đảm bảo tính mạng hắn không lo. Cắt cục May mà vừa rồi nàng còn ông một tia hy vọng đối với lão đại phu này, y thuật của cổ nhân quả thật có hạn. Không cần cắt chân, ta cam đoan trước hừng đông đem tên lấy ra, cũng cam đoan hắn có thể tánh mạng không lo. Thẩm Nam Yên thập phần tự tin. Tiết thần y khinh thường mở miệng, lão phu vừa rồi không có ở đây, không biết vương phi dở trò gì. Nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, há có thể coi là trò đùa. Nghe tiết thần y nói như vậy, hạ nhân bắt đầu xì sao bàn tán. Tiết thần y nói vương phi đùa giỡn, có phải chính là giang hồ lan trung những cái kia gạt người ảo thuật. Nhưng vừa rồi cái kia triệu viện phán nói tu bình quả thật đã chết. Chúng ta cũng tận mắt thấy vương phi đem người cứu sống A muốn ta nói triệu viện phán kia chính là lang băm đây mới gọi là vương phi lợi dụng sơ hở đúng vậy các ngươi có ai thấy qua giống các nàng cứu người như vậy khoe khoang phong tình có cảm mạo mộ dung triệt từ đầu đến cuối đều không tin thẩm nam yên vừa rồi thật sự không có biện pháp mới để cô làm càng trước mắt tiếc thần y đã trở lại hắn cũng mặc kệ nàng từ miễn đưa nàng trở về không đợi từ miễn đến gần Thải Vi sợ hãi kéo tay áo Thẩm Nam Yên, thanh âm thấp đến không thể thấp hơn, tiểu thư, chúng ta trở về đi. Thẩm Nam Yên quay đầu nhìn cô, thấy miếng vải nhỏ bọc vết thương trên mặt cô có máu chảy ra, hẳn là vừa rồi khi hô hấp nhân tạo đã làm ra, liền không nói gì nữa, kéo tay cô đi ra ngoài. Đêm càng lúc càng khuya, Thẩm Nam Yên lặng lẽ đi ra lãm nguyệt cát, thẳng đến dược lư. Bóng dáng màu đỏ như ẩn như hiện như quỷ mị, xuyên qua khu vực biên giới vương phủ, hoàng mỹ né tránh thị vệ tuần tra nàng nếu quyết định muốn cứu người liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng không muốn ngày sau nhìn thấy tu bình chống quải trượng mà cảm thấy hối hận tự trách đi vòng qua tiểu dược đồng ngủ xây ở cửa nhà thuốc thẩm nam yên rất thuận lợi tiến vào phòng cô khóa trái cửa bố trí tốt hệ thống phòng ngự một khi có người xâm nhập hệ thống phòng ngự sẽ phóng thích lượng độc khí vừa phải khiến đối phương hôn mê bất tỉnh tất cả chuẩn bị thỏa đáng cô lập tức mở không gian chữa bệnh bố trí phòng giải phẫu khử trùng bố trí các loại người máy phụ trợ ca phẫu thuật không hề phức tạp dưới sự hỗ trợ của robot thẩm nam yên đã hoàn thành ca phẫu thuật rất thuận lợi chỉ là khâu lại mạch máu mất rất nhiều thời gian dược hiệu của thuốc giảm đau đã sớm qua trên người thẩm nam yên đau thấu tim cô lau mồ hôi trên trán thử vài lần ngay cả thắt lưng cũng không đứng thẳng lên được sau khi sửa chữa dụng cụ giám sát tốt thẩm nam yên dứt khoát nằm trên mặt đất vì mình cũng đeo nước thuốc lên sau đó liền nặng nề ngủ thiếp đi cửa này làm sao mở không ra không tốt tám phần có người xông vào ngươi đi thông tri vương gia ta đi tìm sư công ai đang nói vậy thẩm nam yên bị thanh âm non nớt đánh thức cả người có chút mờ mịt qua một lúc lâu mới phản ứng lại hẳn là bị người phát hiện cô vội vàng đứng dậy kiểm tra sửa chữa các dấu hiệu thể chất thu hồi không gian từng loại dụng cụ chữa bệnh. Trong phòng đâu vào đấy, ngoài phòng lúng cuốn tay chân. Cửa đạp không ra, mộ dung triệt lạnh giọng hạ lệnh, phá cửa sổ. Thì vệ phi thân tiến lên, một cước đạp về phía sông cửa sổ, nghe được trăng rắc một tiếng, cửa sổ bị đạp nát, nhưng thì vệ kia lại trong nháy mắt vượt qua bề cửa sổ, mắt nhắm lại, ngã xuống. Ngay cả hai gã thị vệ theo sát phía sau hắn cũng lần lượt ngã xuống, Tiết thần y giữ chặt thị vệ còn muốn xông lên phía trước, quát: "Khói độc, không được tới gần." Mộ Dung Triệt sai người nâng ba gã thị vệ té xỉu lên trước mắt, hướng vào bên trong quát: "Thẩm Nam Yên, ngươi hiện tại mở cửa ra, bổn vương bỏ qua chuyện cũ." Bên trong không có ai đáp lại, giống như mặc kệ hắn. Mộ Dung Triệt nheo đôi mắt nguy hiểm lại, sát khí xung quanh bùng lên, "Thẩm Nam Yên, nếu ngươi dám gây bất lợi cho tu bình, bổn vương nhất định sẽ tự tay giết ngươi." Tiết thần y bên cạnh sắc mặt cũng khó coi, hắn tự nhận là độc khắp thiên hạ, sẽ không có hắn không nhận ra. Nhưng hắn đem ba người kia lần lượt đều kiểm tra một phen lại không có đầu mối, thậm chí từ mạch tượng nhìn lên, những người này ngoại trừ khí huyết thoáng có chút ngưng trệ, căn bản không có dấu hiệu trúng độc. Không phải độc, chẳng lẽ là thuốc? Là thuốc gì vậy? Sư phụ, người có thể nhìn ra cái gì? Sư phụ, người đừng không nói lời nào a. À dưới sự truy hỏi của mặt đại phu tiết thần y sờ sờ mũi thẳng nhiên nói không biết là độc gì nhưng cũng không sao ngay cả ngài cũng không biết là độc gì mặt đại phu trừng to mắt vô cùng giật mình thầm nghĩ lăng vương phi có lẽ thật sự có chút bản lĩnh chỉ là nàng thật sự có thể cứu sống tu bình sao nửa canh giờ sau thì vệ từ miễn lại dẫn người kéo tới công thành dùng đụng xe chỉ hai cái liền phá vỡ cửa phòng dược lư Nhìn hai cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ, Thẩm Nam Yên cảm thấy một trận kinh hãi, cũng may động tác của cô đủ nhanh. Người trong phòng không chút hoang mang đi ra ngoài, người bên ngoài hoảng hốt chạy vào trong. Thẩm Nam Yên dừng lại trước mặt mộ dung triệt, ném mũi tên loan lỗ vết máu xuống dưới chân, con người sống rất tốt, hai ba ngày nữa là có thể tỉnh lại. Tiết thần y vẻ mặt nghi hoặc đi tới bên cạnh Thẩm Nam Yên, bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo, thứ cho lão phu cả gan, xin hỏi Vương Phi làm như thế nào? Cái gì? Nàng lại thật sự cứu Tu Bình. Mộ Dung Triệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam Yên, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ. Mộ Dung Triệt. Ngươi đến tột cùng là ai? Thẩm Nam Yên. Tôi. Vương Gia. Lưu Công Công chạy đến thở hồng hộc, sự xuất hiện đúng lúc của hắn làm cho Thẩm Nam Yên âm thầm thở vào nhẹ nhõm, Mộ Dung Triệt cũng không dễ lừa gạt như Thải Vi vương gia hiện tại khắp kim lăng thành đều đang truyền ngại bị trọng thương rất nhiều người đến thăm ngài xem là đều đuổi đi rồi a à, mộ dung triệt cười lạnh nói người tới đều là khách để bọn họ vào ngay khi thẩm nam yên chuẩn bị lẻn đi mộ dung triệt nắm lấy cổ tay cô muốn nhân lúc loạn chạy trốn cô cứ ở đây chờ bản vương có lời muốn hỏi cô chương 9 người đến cùng là ai bạn đang nghe tại truyện chấm audio từ khi đứa nhỏ không còn, Tần Tăng chưa từng gặp lại mộ dung triệt, trước mắt Tu Bình bị thương, nàng biết mộ dung triệt nhất định ở dược lư. Chống đỡ thân thể suy yếu, Tần Tăng vừa đi tới cửa đã thấy mộ dung triệt nắm cổ tay thẩm nam yên nhẹ giọng nói gì đó. Trong lòng nàng lập bộp một chút, mộ dung triệt luôn luôn không gần nữ sắc, lúc trước nàng hao tổn tâm cơ muốn tiếp cận hắn, nhưng vẫn không thể như nguyện, lúc này mới không thể không lui một bước ủy thân cho thôi khí thô nhân kia hôm nay thôi khí đã chết con của nàng và thôi khí cũng không còn nàng vốn tưởng rằng trải qua thời gian ở chung lâu như vậy mộ dung triệt nhất định sẽ từ từ yêu nàng nhưng hắn tình nguyện cùng nữ nhân vô cùng xấu xí như vậy ở trước mặt mọi người lôi kéo 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 cũng không muốn nhìn nàng một cái vì sao tần phu nhân mặt đại phu trước tiên chú ý tới nàng thân thể nàng còn chưa tốt không nên tới nơi này mặc dù mặt đại phu cùng thôi phó tướng quan hệ cũng rất tốt nhưng hắn lại thủy chung chướng mắt nữ nhân đầy bụng tâm nhãn này. Tần tan không để ý đến họ mặt, hít sâu một hơi, đi vào phòng chúc phúc cho mộ dung triệt và thẩm nam yên, Tần tan gặp vương gia, gặp vương phi. Ngươi tới làm gì? Mộ dung triệt nghiêng người về phía Tần Tang, tâm tư đều đặt trên người thẩm nam yên, không thèm nhìn nặng một cái. Nghe nói Tu Bình bị thương rất nặng, ta tới thăm hắn. Tần Tang chớp đôi mắt ướt sũng ngẩng đầu nhìn mộ dung triệt, vừa lúc nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên cổ mộ dung triệt, sắc mặt nàng gần như trắng bệch tới cực điểm. Vương gia còn trách ta không giữ đứa bé trong bụng sao? Tần tan cúi đầu, nước mắt rơi dài, giọng nói vô cùng tuổi thân, nhưng vương gia, ngài biết đấy, ta quan tâm đứa bé đó hơn ai hết. Mộ dung triệt. Người đâu? Đưa tần cô nương về. Thật biết giả bộ đáng thương a, à, nếu đã quan tâm đến đứa bé, vì sao đứa bé không nói với mộ dung triệt trước? cổ đại không có sinh mổ, kỹ thuật của bà đỡ đều rất tốt, bất kể là khó sinh, thai nhi nằm ngang, hay là cuốn trốn cuốn quanh cổ, họ đều có thể thuận lợi giải quyết. Trong lòng thẩm nam yên oán thầm, rõ ràng cô quan tâm mình có thất sủng mộ dung triệt hay không. Trong viện đã đứng đầy người, có người thật lòng tới thăm, có người đến tìm hiểu tin tức. Mộ Dung Triệt sợ Thẩm Nam Yên chạy, lôi kéo nàng cùng đi ra ngoài ứng phó. Tần Tang không cam lòng, đẩy hai ma ma tiến lên đỡ nàng ra, theo sát phía sau hai người, nàng muốn cả thành kim lăng đều cho rằng, nàng mới là người trong lòng mộ dung triệt. Chưa từng thấy qua nhà ai đã khách là ở trong sân, ngay cả cái ghế cũng không cho. Mọi người mặc dù trong lòng bất mãn, lại không ai dám viết ở trên mặt lăng vương tuy rằng tàn phế, nhưng trong tay hắn 50 vạn đại quân nhưng là thật, liền hoàng thượng đều phải kiên kỵ hắn vài phần, bọn họ những người này ai dám chọc hắn. Mộ dung triệt một thân huyền bào, kéo thẩm nam yên từ trong phòng đi ra hắn tuy rằng ngồi ở trên xe lăn nhưng khi dừng ở trước mặt mọi người lúc uy áp vô thượng tự sinh vương giả khí thẳng làm cho lòng người tóc gáy không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt nhìn mọi người dưới bậc thang sắc mặt lạnh lùng khó có được giờ này chư vị đại nhân có thể buông công việc trong tay lo lắng cho an nguy của bổn vương hiện giờ bổn vương hết thảy mạnh khỏe các ngươi trở về đi các võ tướng thấy mộ dung triệt quả thật không sao không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu lộ ra nụ cười chân thành. Trái lại một đội quan văn khác, ánh mắt mỗi người đều mơ hồ, cố gắng trấn định. Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lăng vương các nhân tự có thiên tướng, chúng ta, chúng ta cáo lui trước. Vậy mà không ai dám ngẩng đầu nhìn thêm một cái. Loại cơ hội xuất hiện trước mặt người khác này cũng không nhiều lắm. Tần tan tâm tư xoay chuyển, nghiêng người ngã thẳng lên người thẩm nam yên, cô muốn những người ở đây nhục nhã cô một phen, đỡ cho tiện nhân này không biết mình mấy cân mấy lượng, vẫn cuốn lấy mộ dung triệt không buông. a, à, tần tan đau đớn kêu một tiếng, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng. đau quá. tần tan vốn tưởng rằng thẩm nam yên sẽ đỡ nàng, nàng thuận thế kéo khăn che mặt xuống. nhưng tiện nhân này vì sao chẳng những không đỡ nàng, còn trốn? thẩm nam yên có chút không nói gì, lặng lẽ liếc mắt, làm bộ làm tịch không lưng nhìn cô a à. tần tang nắm chặt khăn che mặt màu đỏ trong tay đợi cô ngẩng đầu nhìn rõ mặt thẩm nam yên một nụ cười gian xảo trong nháy mắt ngưng tụ trên mặt sao lại như vậy a à, tiếng kêu chói tai vang vọng trong viện tần tang biết mình thất thố nhưng nạn căn bản không khống chế được mọi người bị giọng tần tang làm cho hoảng sợ nạn nhìn thấy quỷ sao đã sớm nghe nói lăng vương phi tướng mạo xấu nhưng nàng phải xấu bao nhiêu mới có thể đem cô nương này dọa thành như vậy. Thẩm Nam yên thẳng lưng lên vẻ mặt vô tội nhìn về phía mọi người, vừa khoát tay vừa nói, các ngươi đều thấy, ta nhưng cái gì cũng không làm. Nàng cũng không chạm vào nàng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía thẩm Nam yên, có người thậm chí còn dụi dụi mắt, sợ mình hoa mắt nhìn lầm. Băng cơ tuyết da, môi son răng trắng, trong ánh sáng nhạt, mỹ nhân như ngọc phát điêu khắc, lại tìm không thấy nửa điểm tì vết đặc biệt là đôi mắt phượng cực đẹp kia, phản phất lộ ra một cổ trong suốt cùng bình tĩnh vượt qua tuổi tác, làm cho người ta không dám dễ dàng tới gần. Nàng thật sự là đích nữ của tả tướng sao? Sao lại tuấn tú như vậy? Đúng vậy a, à, không phải nói nàng mũi yển răng lộ, kỳ xấu vô cùng sao? Loại này tiên tư ngọc sắc, quả thực tuyệt thế hiếm thấy a. À? Từ xưa hồng nhan nhiều phiền não chẳng lẽ nàng một mực tại cố ý giả xấu trách không được lăng vương điện hạ luôn luôn không thích cùng người thân cận không nắm giữ giờ phút này tần tan miễn bàn có bao nhiêu hối hận nàng đang yên đang lành đi bóc khăn che mặt thẩm nam yên làm gì vậy thì tốt rồi chẳng những không làm cho tiện nhân này xấu mặt ngược lại còn làm cho nàng nổi bật quả thực là biến khéo thành vùng nghe được tiếng nghị luận của mọi người thẩm nam yên lúc này mới phát hiện mình bại lộ vội vàng cúi đầu đi tìm khăn che mặt chết tiệt. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, người hại nguyên chủ chẳng phải sẽ biết sao. Nghiên mặt như ngọc, mỹ nhân như hoa, ánh mắt mọi người dừng ở trên mặt thẩm nam yên cũng không rời đi, thẳng đến khi bọn họ cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng khiếp người của lăng vương mới thu hồi tầm mắt. Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, thẩm nam yên đưa lưng về phía mọi người âm thầm thở dài, quên đi, lúc này mất bọ mới lo làm chuồng cũng vô dụng. Huyết huyết huyết, nàng xuất huyết rồi. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay quan viên kia đang nói chuyện, chỉ thấy trên váy tầng tan nằm trên mặt đất đều là máu, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Tần tan hai tay che mặt, ảo não không thôi, hôm nay nàng không nên tới nơi này. Những người này nào dám nhìn lăng vương phủ chê cười, thấy thấy nhau nhau thở dài cáo từ. Tần tan được hạ nhân nâng xuống, mộ dung triệt lớn tiếng cảnh cáo mấy ma ma, chăm sóc tần cô nương thật tốt, không có việc gì đừng để nàng đi lung tung. Trong sân vắng vẻ, rất nhanh chỉ còn lại hai người, tay mộ dung triệt dùng sức ném thẩm nam yên xuống đất, rốt cuộc cậu là ai? Chương 10 chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong địa lao u ám, thẩm nam yên núp ở góc tường nhìn chầm chầm mộ dung triệt Bổn vương hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi phương nào phái ngươi tới? Thái tử Hiền vương hay là hoàng thượng ta là đích nữ của tả tướng phủ thẩm nam yên tả tướng lấy di vật của gia mẫu ép ta gả vào lăng vương phủ tùy thời trọng ngư phù ta không lừa ngươi tiếng hít thở của mộ dung triệt càng lúc càng nặng thẩm nam yên biết hắn sắp hết kiên nhẫn với mình rồi hắn chỉ vào hai ma ma bên cạnh nói đi xem phía sau nàng có bị thương hay không thẩm nam yên chân chính vào phủ ngày đó bị trọng hình cho dù không chết quả quyết cũng không có tinh lực nhảy lên nhảy xuống trong vương phủ đừng chạm vào tôi tôi tự cởi thẩm nam yên biết trước thực lực tuyệt đối bất cứ phản kháng nào cũng vô dụng cho dù thân thủ của nàng có tốt hơn nữa cũng không thoát khỏi địa lao như thùng sắt này càng không thoát khỏi lăng vương phủ quần áo nửa cởi thẩm nam yên lộ ra phía sau lưng tràn đầy vết thương máu tươi đầm đìa nhìn thấy mà giật mình đây chỉ là một phần vết thương nặng hơn ở phần eo trở xuống. Vương gia có muốn xem không, từng chữ thẩm nam yên ẩn nhẫn, giọng nói rõ ràng có chút trung rẩy. Thời gian dường như dừng lại trong chớp mắt, ngay khi thẩm nam yên chuẩn bị mặc quần áo vào, mộ dung triệt đột nhiên điều khiển xe lăn tiến lên, đặt tay lên lưng cô. Ngươi làm cái gì? Thẩm nam yên theo bản năng né tránh, lại bị hai ma ma tráng kiện giữ chặt tại chỗ, không thể động đậy. Vết thương trên lưng anh đã được khâu lại ai đang giúp anh? Không thể nào là Dược Lư, càng không thể nào là mấy ngày trước tới Thái Y, trong phủ mấy ngày này cũng không có người lạ ra vào. Mộ dung triệt đè lại một vết thương không có vạch, ngón tay dùng sức ấn xuống, máu tươi trong nháy mắt tràn ra. À, đau đớn lan tràn toàn thân, thẩm nam yên hôn mê bất tỉnh, cũng rất nhanh lại bị nước hắt tỉnh, cô khép chặt quần áo, tuy rằng trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn phẫn hận nhìn chăm chăm mộ dung triệt, rung giọng mở miệng ta cứu huynh đệ ngươi, ngươi lấy oán trả ơn. Ngươi ở trong phủ có nội ứng. Nói ra, bổn vương cho ngươi chết thống khoái một chút. Hít sâu một hơi, thẩm nam yên nhiên người về phía trước, nhìn chầm chầm vào mắt mộ dung triệt, ngày đại hôn, ta thiếu chút nữa bị ngươi đánh chết, bị ném ở lãm nguyệt các hôn mê mấy canh giờ. Lúc tỉnh lại, trên người đã không còn đau như vậy, trong tay còn có một lọ thuốc, ta biết đó không phải độc dược, liền đều uống lúc ấy còn không cảm thấy có cái gì dị thường không quá mấy ngày vết bớt trên mặt ta cũng không thấy đã đến lúc ngươi còn mạnh miệng ngươi lợi hại hơn bản vương tưởng tượng mộ dung triệt giơ tay nắm hai gò má cô hận không thể bóp nát hàm dưới của cô đáy mắt cuồng nộ như bảo tát dán thêm quan cho cô ấy vâng hai ma ma lúc này tiến lên đem thẩm nam yên chặt chẻ cột ở trên giá hình chữ thập một người trong đó lấy tới mấy tờ giấy tang cùng một thùng nước đặt ở bên cạnh nàng. Vương phi, không ai có thể sống sót đến tờ thứ năm. Nếu người có gì muốn nói, bây giờ còn kịp. Thấy Thẩm Nam yên mím chặt môi không nói gì nữa, ma ma thở dài cầm lấy một tờ giấy dâu đắp lên mặt nàng. Một ma ma khác thì phối hợp dội một gáo nước lạnh lên mặt nàng, ngay sau đó lại đắp lên một tờ. Cảm giác hít thở không thông đập vào mặt, nỗi sợ tử vong đột nhiên ập vào trong lòng. Thẩm Nam yên liều mạng dãy dụa cổ tay chân bị mài đến máu thịt mơ hồ. Thấy vậy, mộ dung triệt ở một bên khoát tay áo, ma ma ra lệnh vội vàng đem giấy tang đã phủ bốn tầng lấy xuống, không khí nhanh chóng trở lại lòng ngực thẩm nam yên, nàng từng ngụm từng ngụm hô hấp, xua tan hơi thở tử vong. Mộ dung triệt ra hiệu, mọi người bên cạnh đều lui xuống, hắn nhìn thẩm nam yên, ánh mắt tối tăm không rõ, bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghĩ kỹ rồi nói sau. Không bao lâu, thẩm nam yên sau kín mở miệng mẫu thân ta xuất thân từ hoàng thương, dấu chân trải rộng khắp thiên hạ, kết bạn không ít dị sĩ tài ba, nhưng tả tướng lại không thích bọn họ, vì vậy bọn họ luôn lén lút lui tới với mẫu thân, bọn họ thấy ta thông minh, liền cổng người trong nhà dạy ta công phu, dạy ta y thuật. Trong đó cái kia dạy ta y thuật thúc công không đợi ta lớn lên đã chết, sau đó ta nằm mơ, mơ thấy hắn, hắn tặng ta một cái rất kỳ quái lễ vật, là cái thoạt nhìn rất nhỏ nhưng có thể chứa rất nhiều đồ vật túi bách bảo thẩm nam yên nghiêm trang nói hưu nói vượng, thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Bởi vì cái túi bách bảo kia chỉ có ta có thể nhìn thấy, bên trong lại chứa rất nhiều công cụ chữa bệnh kỳ quái, còn có dược phẩm trên thị trường căn bản không thấy được. Thúc công nói, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bằng không ta sẽ bị coi là dị tộc giết chết. Thiên hạ to lớn, không thiếu chuyện lạ, thế gian này quả thật có rất nhiều chuyện khó có thể giải thích bằng không các quốc gia cũng sẽ không có khâm thiên giám cùng quốc sư vu sư tồn tại mộ dung triệt tin vào quỷ thần bởi vậy có chút bán tính bán nghi đang muốn hỏi thêm gì đó thẩm nam yên lại ngất đi lần nữa gọi thế nào cũng không tỉnh vương gia đã xảy ra chuyện lưu công công chạy đến đầu đầy mồ hôi người trong cung tới nói là thái hậu sắp không được mời ngài cùng vương phi lập tức vào cung hắn liếc mắt hôn mê bất tỉnh thẩm nam yên vội la lên người tới nói, hoàng thượng nghe nói vương phi y thuật cao siêu, muốn vương phi động tác nhanh chút. mộ dung triệt rũ mắt, đi gọi tiết thần y tới đây. lưu công công không có đi gọi người, suy nghĩ một chút nói, vương gia, không nói vương phi có thể hay không cứu được thái hậu, nàng hiện tại cái dạng này, coi như tỉnh, có thể cứu người sao? theo lão nô nhìn thấy, không bằng để cho vương phi đi, cũng để cho nàng bớt chút thống khổ. vương gia yên tâm lão nô sẽ đem sự tình làm được sạch sẽ lưu loát tuyệt đối sẽ không để cho người ta lưu lại nhược điểm lưu phúc lão nô ở đây lưu công công quỳ xuống đất trong lòng tính toán nên nói với hoàng thượng cái chết của lăng vương phi như thế nào ánh mắt mộ dung triệt cực sâu cả người âm trầm đến khiếp người hoàng tổ mẫu không chỉ một lần cứu tính mạng bổn vương đối với bản vương mà nói nàng là tia ấm áp duy nhất trong hoàng cung lạnh như băng bản vương không thể trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện Lưu công công nóng nảy, Vương phi hôm qua sơ sơ triển lộ y thuật, vậy Triệu Viện Phán đã bị đánh chết, hoàng thượng làm sao biết được Vương phi biết y thuật. Mộ Dung Triệt dùng sức xoa mi tâm, giọng nói có chút mệt mỏi, mau đi mời Tiết thần y, bảo hắn mang Quy Nguyên đang tới đây. Vương gia, thành đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, thái hậu vốn là thời gian không còn nhiều. Ngay hiện tại hẳn là lập tức xử tử Vương phi, đóng cửa không ra điều tra trong phủ cẩn thận. Câm miệng mộ dung triệt nổi giận ngay cả bản vương ngươi cũng không nghe sao nô tài không dám lưu công công không ngừng dập đầu với mộ dung triệt máu tươi chảy trên trán nhưng vẫn quật cường mở miệng khuyên can nô tài xin vương gia nghĩ lại